Phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì con với lại Ngân có một cái gánh hàng gông nhỏ rất là dễ thương luôn. Đặc biệt là hôm nay sẽ bán các món ăn rất là dân dã luôn để mà giới thiệu cho cô chú, anh chị và các bạn được biết nha. Đây, ngày hôm nay thì con có được một cái xề khoai mì. Dạ, bên đây thì là khoai mì hấp nè. Những cái củ khoai rất là thơm ngon và hấp dẫn luôn nha cô chú, mới vừa được hấp ra xong. Còn ở bên đây thì có cái phần khoai mì sợi. Khoai mì thì làm hai loại luôn, có thể là làm khoai mì cũ được, có thể làm khoai mì sợi được nữa. Ai muốn thưởng thức như thế nào cũng được hết. Đặc biệt hơn là ngày hôm nay, do thời tiết dạo này cô chú cũng thấy đó, nó rất là nóng luôn, cho nên mấy chị em tụi con bán nước đá mía uống cho nóng hơn nữa. Dạ, đây là một cái thau nước đá mía nha, rất là hấp dẫn, mới vừa được xay ra xong nè. Thì Ngân sẽ đem theo nước đá để mà bán cùng cho bà con. Nói chứ mình ăn khoai mì á thì ăn nhiều nó sẽ bị mắc nghẹn, mình uống nước vô á thì nó sẽ tuột xuống hết luôn. Cho nên là cô chú anh chị và các bạn nhớ mua ủng hộ cho con nha. Đặc biệt ngày hôm nay thì khi mà mới vừa gánh cái gánh ra thôi, giờ này thì cũng là giờ trưa mà mấy bà với lại mấy cô ghé lại nè để mà chuẩn bị mua ủng hộ cho mấy chị em tụi con. Rồi, bà Tư muốn mua gì, bà nội muốn mua gì nè. Rồi, hai mươi củ 10.000 ha. Rồi, đợi con chút xíu nha Ngân ơi, mình lấy bọc bỏ vô đây. Ở đây thì có hai loại luôn, là dừa củ dừa sợi nha, nội ăn củ và sợi luôn phải không? Mười ngàn củ cày kiếm. Xong rồi bỏ cái phần đặc biệt khoai mì củ này thì sẽ ăn kèm với lại dừa non nha. Gắt dừa non lên ăn kèm vô như gì nè. Đó, ăn kèm vô hai thứ vô trong luôn. Ê, chị Cẩm đây, có muốn ăn không? Có bán chị như ngọt. Dạ, đây, con cảm ơn. Một loại, con lấy cái hộp đi. À, nội ơi, nội đưa đây, con gắt cái muối mè lên nội. Dạ, 10.000, cái hộp 10.000. Đây, nè, nội ơi, thêm một miếng muối mè nữa. Cái mì bào 10.000 luôn. Một cái hộp gì 5.000, con để hai hộp cho nội nha. Ba hộp luôn. Có liền luôn, nội mua giùm hả? Cô hai muối gì cô hai? Rồi, Ngân ơi đưa hộp qua thêm. Có ai mua nước mía không? Ăn cho nó ăn cái này rồi mình uống nước mía cho rồi vô là nó không có bị gì hết á. Ăn khoai mì là phải có thêm nước uống mới được. Đây. Dạ rồi, đợi con chút xíu luôn nha. Tại tôi mua khoai mì bào à. Tôi thích khoai mì bào hả? Khoai mì cũ hấp nước dừa ngon lắm. Còn khoai mì bào thì đã để cái phần dừa vô trong luôn rồi. Đây, có nội đây. Mở bọc ra đi, con cho thêm củ nữa nè. Hết thảy là 25.000. Dạ rồi, đây, nó mở bọc ra đi. Con tặng thêm cho. Đây, mua nhiều, tặng thêm cho. Dạ được. Này, cho thêm miếng dừa vô nữa đi cho nó ngon. Dạ rồi, bà Tư muốn tặng gì? Này nè. Rồi, tặng thêm củ luôn. Rồi, cho thử luôn, ngon là ra mua nữa bà Tư nha. Đây, khoai mì sợi. Tặng thêm củ khoai mì hấp vô cho bà Tư luôn, để lên miếng dừa nha. Ăn sẽ rất là ngon luôn. Bán liền nước đá mía 5.000. Rồi, liền nước đá mía nha ơi. Cho một liền nước đá mía nha. Đây, nãy giờ cô gái bên đây. Dạ rồi, bán nước đá mía chưa? Ai mở hàng cho bà Tư mở hàng luôn. Ăn được, thấy uống chút. Được. Rồi, để cho một cái hộp, Ngân đưa hộp qua đây luôn. Dạ, cô hai là lấy cái này hả cô hai? Củ này đúng không? Này phải không? Này 5.000 hả cô hai? Vậy đi ha. Cũng là khoai mì cũ luôn. Đây, những cái củ khoai mì á, nó rất là gáo luôn. Rồi có thêm mây dừa nữa. Gắt muối mè lên. Ôi, nó ngon nè. Hộp của bà đâu? Hộp của bà đâu? Ôi, tiếng nó cũng hoài. Đây, hộp của bà Tư đây. Là bà Tư ly nước đá mía 5.000 với lại một hộp khoai mì là 10.000. Đây là thối lại cho bà Tư 10.000. Còn này là của cô hai. Cô hai là khoai mì cũ nè cô hai. Đây, rồi Ngân ơi, thối cô hai là 5.000 luôn. Còn thím Út lại gì Út? Cũ luôn hả? Rồi. Khoai mì cũ luôn. Cầm hết không? Về đi.
mẹ thân đi xuống dốc không nổi nè, khổ vậy đó. Đây này cũ mới mè. Đây, chú Mốt cầm ra giùm con nha. Rồi, chị Hằng ăn gì chị Hằng? Mì cũ. Rồi, chút xíu nha. Thôi 5.000, thôi 5.000 anh ơi. Thôi chú Mốt 5.000 nha. Đi được mía hả nha? Rồi, cảm ơn chị. Rồi, mất 3 cộng 5 ngàn luôn. Cộng hả mất 3 cái này phải không? Ừ, mất 3 cộng luôn. Rồi, có luôn, có cộng luôn. Không có hết mình đâu. Cái này á, ăn vô xong phải không? Cái mình uống nước đá mía nữa là mình đi ngủ được rồi đó. Thì muốn mới cho nó ngon. Mình để dưới bọc nó sẽ dễ hơn, hai cái ly á. Đây của bác Ba đây. Con cảm ơn bác Ba. Rồi đưa cái hộp kia cho con nỉ vô luôn. Đúng rồi. Đổ nợ. Dễ gì? Tất nhiên là dễ rồi nè. Đây rồi. Đây tiền của Ngân đây, không có thòi, không có thòi hả bác Ba? Có chị thòi kìa. Dạ. Rồi. Chị Cẩm đi bán đây, mới đi chơi đi nha. Chị xe về kìa. Rồi mình đi tiếp Ngân ơi. Đá mía nãy giờ bán được không Ngân? Bán được 2 viên. 2 ly. Rồi mình đi lên trên cho bán được nhiều nha. Tại vì bây giờ nó bị khập khiễng hay nè. Con bán khoai mì xoài, khoai mì củ với nước đá mía gì Châu ơi. Con muốn mua gì ra mua nha. Mày vô, mày vô. Mì nước đá mía đi mấy cô mấy bác ơi. Khoai mì sợi, khoai mì củ rồi có nước uống luôn, bán đầy đủ hết. Cái này trời nắng mà con ly nước mát là thích lắm á Ngân. Ngoại ơi, khoai mì có nước đá mía nữa. Đầy đủ luôn. Đá mía không chị? Khoai mì củ hay khoai mì sợi? Sợi 10 ngàn uống mía không? Uống nước mía đi cho nó mát. 5 ngàn mì sợi đi bạn ơi. À, còn hộp không? Chắc là lấy bọc đi cả. Rồi, bọc ha. Nước mía nữa. Dạ, nước mía nữa, uống nước mía cho mát đi ngoại. Luôn. Mía luôn. Đá nước mía nữa hả? Ừ. Kìa, em bé ra kìa xong. Nhiêu khoai mì sợi ngoài? 5 ngàn đi con. 5 ngàn khoai mì sợi ha. Rồi có luôn, chút xíu nha. 5 ngàn đi con. Bán cho bầu xíu đi. Quên chứ bán cho em bé chứ đi. Em bé nhiêu chị? 10 ngàn ha, sợi không ha. Sợi thôi. Rồi có luôn. Làm chiếc ly mía. Làm ngoạn ly nước mía luôn. 10 ngàn khoai mì sợi. Coi chừng xe lớn nha, mấy đứa chạy về đi mấy đứa ơi, xe không đó. Ép vô, ép vô. Đây chị ơi. Xuống xuống xe xe. Rồi, Ngân làm 2 ly đá mía nha. Ô, xe lớn quá. Rồi chạy về đi, để xe, chạy về nhà đi. Ngoại ơi, một bọc của chị có em bé. Rồi. Ngoại là cũng 5 ngàn luôn, sợi ha. Có liền luôn. Rồi. Thêm một cái 5 ngàn nữa. Chắc chiêu dữ ha. Chắc chiêu. Trời đất ơi. Mấy đứa chạy về đi, để xe. Nhanh lên, chạy về nhà. Xe không đó. Rồi đây, thấy tiền Ngân ơi. Con cảm ơn. Đủ chưa ngoại, còn gì nữa không ngoại? Rồi có luôn. Có luôn. Cái gì cũng lấy hết. Trời ơi, hai bên nó ngon nè.
bán ly đá mía luôn. Rồi có ly đá mía luôn rồi. Rồi ăn khoai mì uống nước đá mía đi nha. Đúng bài luôn. Đi tiếp nha ơi. Ơi à, cái thao nước đá mía của Ngân. Tiếp tục thôi, không có giật luôn. Rồi. Mua đá mía bà ơi. À, rồi khoai mì sợi á phải không? Tại nước đá mía ngầu quá nhưng mà chưa bán được, ngăn đợi xíu đi. Xíu hết khoai mì là bán đá mía được à. Ngon ngoại. Kìa đó bên đó là à, chị này với lại bà ngoại ăn khoai mì uống nước đá mía ha, rất là đúng bài luôn. Là mai mốt mình bán rồi phải kết hợp gì đó. Nè bo em chạy xe đây đây lấy luôn nè. Thêm một phần nữa. Hai bọc luôn ha bà. Rồi, đây chị cảm ơn nha. Ai. Trời. Đi thôi, con đi đây. Rồi. Ai. Giờ này nước mía còn mà khoai mì nó muốn hết rồi cô chú ơi, cho nên là cái gánh nó sẽ bị bập bên. Họ ngăn đẩy xuống đá sau lưng luôn nha. Nó mới bằng nhau á. Ừ. Khoai mì sợi, khoai mì cũ, nước đá mía đây mấy cô mấy chú ơi. Khoai mì là bà chín bà thích lắm á nha. Khoai mì nước đá mía đây. Ngân kêu bà chín ra mua nha. Để thôi đi rồi bà chín tiếc lắm á. Khoai mì sợi, khoai mì cũ với lại nước đá mía nữa. Có ai mua đồ không? Mua ăn đi rồi ra đồng làm nữa cô ơi. Dạ. Mua miếng khoai mì ăn đi. Uống nước đá mía nữa kìa. Uống đá mía đi cơ, bổ sung đường vô cho. Ê rồi bữa bà Tư ba mua khoai mì mày quá ngon luôn mày. À. Với lại khoai mì sợi. Dạ. Dưa uống nước đá mía cho nó mát. Tao bình nước quá trời, có não 17 ngàn. Nóng quá cô, nay cô đi làm gì cô? Đi mặn bẻ mai xăm, làm gì? Cỏ, mai mà bẻ xăm hả? Ừ, ngày nào cũng mặn cỏ, bẻ xăm. Dì mai muốn ăn khoai mì nào? Khoai mì cũ đi. Khoai mì cũ ha. Cái này nè, cái cách cũ, sữa ngon quá. Vô chứ gì mai hay còn làm nữa? Giờ tức là nắng mặn là tao mệt quá tao nghỉ. Vậy hả, cái này nắng quá ha. Mua tắm nữa. Khoai mì không cô? Nước đá mía nữa. Dạ, em muốn ăn bao nhiêu cũng được. 10 ngàn ha. Ừ. Ăn cho nó no tới chiều luôn. Trời ơi, tao bữa nào sáng ăn một chút tao nhịn đói tới chiều về muốn xỉu. Sao vậy? Dạ bán thiếu luôn. Nó có tiền trả sao cũng được không sao chứ. Rồi, cảm ơn. Bữa nay mấy đứa. Đây con cảm ơn. Đây. Vậy là xíu à, ăn đi no đi rồi đi bẻ xăm tiếp nha. Ở đây quê của mấy chị em á, dạo này thì mấy cô mấy chú trồng cái loại xăm á cô chú. Xong rồi hái lá mình mang bán á, cái xăm mình vô uống nước á. Hôm trước mấy chị em có hái rồi. Nay mấy cô đi hái mà trời nắng quá mấy cô than mệt. Có đá mía nữa đó bà Bảy. Mua một đá mía ha, bà Bảy mua nhiêu? Để nước đá không? 5 ngàn để nước đá không? Đá uống luôn. Đá uống luôn ha. Khỏi đá ha. Để không? Để đá không? Không ha. Rồi, không để thì không để. Khỏi để ha. Khỏi để đá Ngân ơi. Vô nhà là làm xô riêng, là lấy nước không đó. Lấy nước mía không à. Đất lần này cô thấy quá trời. Vậy đây. Đây Ngân hối tiền cho bà. Con cảm ơn. Khoai mì không à bà Bảy? Uống nước thôi ha. Này như hai bà Bảy không được khỏe lắm á. Thôi không khỏe đừng ăn khoai mì nhiều. Rồi đi từ từ vô thôi nha. Dạ. Thế Mai khoai mì cũ không đấy Mai? Khoai mì cũ với nước đá mía.
Dạ. Làm ly uống đi em hai ơi, cho nó mát người nè. Trời ơi, xăm mát rồi, nước đám mía cũng mát mà nó cũng hơi nóng. Dạ không? Cái này nó, nè nó gì nè, đó. Nó cũ cũ. Rồi, đợi xíu lấy cái bọc nha ơi, cũ trong trong nha. Rồi. Hôm nay lấy củ nạm hay chỉ con đi con lấy cho, cái này gọi nào nữa không? Này. Bán sao? Này, dạ em hay mua 10 ngàn đi. Nào cái này không? Này không? Củ trong trong á, sườn sườn á, gạch gạch thích, này ra thích đây. Sườn sườn ha. Ừ, rồi, thích sườn là có sườn luôn. Này không? Thì căng đi, cho căng đi. Con căng bằng cái tay của con. Để muối mè vô. Có khoai mì này, có cô chú thì thích ăn sượng, còn có người ăn thích ăn bột, có người thích ăn đủ thứ. Nước đá mía. Làm ly đi em hai uống đi. Làm ly cho mấy thứ mày ơi. Hít uống xăm mà không hít uống nước đá mía. Rồi, đây con cảm ơn nhiều nha. Còn một ít khoai mì nữa thôi là hết rồi. Không có ế đâu, ngăn đừng lo, từ từ đi. Dài lên cho em bán tiếp. Ôi! Nó bị bập bên. Khoai mì cũ, khoai mì sợi, nước đá mía đi mấy cô mấy chú ơi. Chị, khoai mì không chị? Rồi, để em đi qua nha. Chị Trúc ơi, mua nước đá mía đi chị Trúc. Nước đá à? Nước mía. Nước mía. Nước mía chị. Ngon lắm. Dạ rồi. Lấy chị nước mía không đi chị chưa uống. Dạ. Rồi, để nó tan á. Nhiều 10 ngàn không? Hay là 5 ngàn? 5 ngàn đi rồi. 5 ngàn này ha. Dạ. Chị khoai mì gì? Củ hay gì? Có khoai mì gì? Sợi nữa nè. Sợi đi. Ờ, lấy sợi đi. Sợi đi ha, sợi ngon hơn. Em thích khoai mì sợi hơn là khoai mì cũ, còn có cô chú thì thích khoai mì cũ hơn là khoai mì sợi, tùy người. Lộn xộn cũng được mà lấy cái này cũng được. Để em lộn xộn cho chị à, luôn, tại vì bây giờ này nó cũng không đủ 5 ngàn. Lắp nó hơi lâu. Mới ăn sáng rồi, tại bán là mua ủng hộ. Ủng hộ, cảm ơn chị. Cái này chị để tới trưa chị ăn cũng được nữa. Bữa nay bà ba đâu hả chị, không thấy bà ba đâu hết trơn. Rồi ba giữ cháu nội rồi. Có này còn bán trái cây không chị? Chưa bán mới bán. Dạ chưa mới ra bán ha. Cái đó là củ gì chứ hả chị? Ừ, ba bán rồi cái gì chứ cho ba tiền ăn, ba ăn thụ. Rồi cảm ơn chị nhiều. Ai hả ta? Ai? Tiếng ở đâu? Bởi bì sải bà ba. Ôi, bà ba ơi. Bởi củ. Đi. Dạ. Mua lộn xộn kìa. Nhưng mà hết lộn xộn luôn rồi. Giờ hết lộn xộn rồi. Lấy củ được không? Ơi. Bà mấy lấy 5 ngàn củ đi, chị với bà chia ra. Chia đi ha. Chị Trúc ơi, qua đây với em đi. Bây giờ bà ba lấy cái củ đi, qua đó bà ba lấy cái sợi ha. Có gì nữa đổi, đổi chị Trúc. Uống nước đá mía đi bà ba. Trời ơi, cú quá. Cho mát rồi ba, mát quá mát luôn. Ngân ơi lấy cái bọc. Nó hơi nóng rồi, nó hơi nóng rồi. Mát hơi nóng mà nghe nóng trong nóng. Để đi, nó nóng rồi. Nhiều nhiều bịch. Dạ 5 ngàn. Này là con tặng cho bà ba con cũ nữa nè, tại vì hết rồi. Vì bà ba chia với chị Trúc nha. Mà nước đá mía rồi hả chị? Uống nước đá mía đi. Rồi. Muối nước mía uống đi con. Muối mè luôn. Uống cho nó mát mấy cô ơi. 5 ngàn hả bà ba? Tụi cái bịch kia nữa. Dạ trả rồi, chị trả chưa nha. Rồi chị trả rồi. Chị trả rồi bà ba ơi. Trả tiền rồi. Rồi. Trả rồi, có bà ba trả riêng. Để xô nước vô đây Ngân ơi. Trả hết rồi, còn đá mía thôi à. Thì bởi ta tao mua một bịch đá mía. Vậy hả? Trời ơi, không biết. Nãy giờ tưởng bà ba ăn khoai mì không à. Đây, thêm một ly nước đá mía nữa Ngân ơi.
Bây giờ là con với lại Ngân đã bán xong hết được cái phần khoai mì sợi cũng như là khoai mì cũ rồi. Giờ còn nước đá mía thôi à cô chú anh chị các bạn ơi, mọi người ủng hộ cho mấy chị em tụi con ly uống cho nó mát nha. Đá. Nước đá. Bảo uống đá mía không? Này của bà ba, con cảm ơn nhiều nha. Gì chắc nó đều lại. Ôi nó nhẵn nặng. Mình chỉ còn nước đá mía thôi à Ngân ơi. Nước mía đây mấy con mấy chú ơi. Mình có một loại ly một hả? Hai, nhưng mà cũng tương tự nhau rồi em ơi. Mua nước đá mía uống gì Thảo ơi? Nước mía gì bán khô ơi, uống cho nó mát. Rồi, mua cái muôn xô đi. Muôn xô thì uống cho mát. Mía. Mua một ly cái mía. Ly mía uống đi cho mát. Mát ly nhổ ngò. Nhổ ngò, ngò có giá không? Đó, cái này hai mấy ngàn rồi. Wow, chúc mừng dì Thảo nha. Rồi, cảm ơn luôn. Có cái gì nào nhổ củ cải không? Củ cải rẻ hả? Con nghe nghe đó, củ cải cái này có giá mà ta. Củ cải có giá, mà củ cải của dì Thảo bị hà rồi, bán có được. Gì đó hả? Rồi, dì Thảo nói giờ có mua củ cải là mua bán rẻ luôn kìa. Dạ, dạ nó mía đi tí ơi. Cho mát. Mát. Cầm cái nắp đi nha. Cầm giùm tôi cái nắp đi. Cái đó 45 nó trời. Củ cải gì Thảo bán làm sao? Dạ 5 ngàn ly. 10 ngàn cũng có luôn. 5 ngàn cũng muốn uống luôn cho nó mát. Đó, một cái ly nước đá mía rất là ngon nha. Tiếc ly ha. Con tưởng cái này đồ gãy có giá là con cũng mừng cho mọi người. Củ cải có giá rồi bà Thảo. Có giá rồi. Giá mà nó bị hà 30%, tao không có mua. Rồi bán lẻ gì? Rồi tính bán cho chú Khánh nè, ví dụ 3-4 ngàn, bán không 2 ngàn thôi. Bán cho bà là từ thiện nha. Dạ. Rồi cảm ơn. Dạ, con cảm ơn. Dạ. Rồi nắp ngang ơi. Còn miếng nữa. Còn một miếng nữa. Miếng gì? Miếng nam miếng. Đi. Cái đá mía nặng hơn. Cái thằng nó nặng hơn cái xô. Ừ. Ai nước đá mía không? Uống nước mía cho mát mấy cô mấy chú ơi. Nước mía đây. Không thấy cô đâu hết trơn, nãy giờ con ngồi đây nghỉ mệt xíu. Cô kêu mấy cô trong đó ra mua đá mía. Uống đá mía không? Uống ly đi, 5 ngàn ly. Mua ăn mua luôn cho. Làm 2 ly đi. Ai kêu cô nữa kìa. Ai kêu cô chổng kìa. Ừ, kêu bả ra mua ly nữa. Con cảm ơn. Cầm cẩn thận nha con. Vậy là cô đưa tiền con thêm một ly nữa ha. Ừ, rồi, Duy Ngân hồi lại 5 ngàn. Nó có nước trong này nè. Giờ này nó chảy nước. Cảm ơn cô. Uống nó đá mía cho nó mát. Vừa thôi dày quá nó chảy. Để tôi bưng cho cái này nhỏ nhỏ. Rồi. Dày quá nó đổ. Con cảm ơn. Chưa dạ. Nè mà bưng vô cho bà nậu. Nè bà tám mà cho tôi coi. Rồi con cảm ơn. Ủa? Đúng rồi. Hồi nãy cô đưa 10 ngàn nhưng mà hồi cô 5 ngàn rồi. Không, cô có đưa 5 ngàn trước đó rồi. À. Ừ, tôi có lấy rồi. Rồi. Rồi mình đi tiếp Ngân ơi. Đi dài dài lên trên. Xe bự. Được rồi đó, nó bằng nhau rồi đó. Không.
nước mía đây. Dì bán dừa ơi, mua nước mía uống đi. Nước dừa lấy nước mía. Nước dừa lấy nước mía. Rồi nãy giờ hai chị em đi cũng vòng vòng đó cô chú, khoai mì thì đã hết rồi, nhưng nước mía thì còn lại một ít. Nếu mà cô chú anh chị các bạn nào thích cái món đá mía đó, thật sự thì nó có mặt khắp ở mọi nơi luôn á. Nhưng mà uống nước đá mía nhà của mấy chị em thì nó sẽ có một cái mùi vị rất là ngon và đặc trưng nha. Nên là mọi người nhớ mua ủng hộ cho hai chị em tụi con. Gánh xuất tại đây chút xíu. Ôi. Ở tư. Nước đam mía. Rồi con ghé lại đây một cái đã. Ôi. Ôi. Bà Tư đang lạc hành hả? Rồi ghé đúng lúc bà Tư lạc hành luôn vậy. Uống cho mát nha bà Tư, giờ này nước đá nó chảy nước ra trơn rồi. Giờ mấy chị em ghé lại chỗ này, chỗ nhà bà Tư này trời cũng mát á, ghé lại đây để mà bán nước đá mía cho mấy cô mấy chú. Chắc nước đi nhiều cái nè bà Tư, mới xây luôn á. Dạ. Uống ly cho mát nha bà Tư. Uống hết châm thêm. Mát mà tiêu nó mau tiêu nữa. Uống hết châm thêm mà Tư ơi. Nước mía, nước mía đây. Một ly nước mía 5.000. Rất là thơm ngon luôn nha cô chú anh chị và các bạn ơi. Mãi vô, mãi vô. Đây của bà Tư đây. Để nó đi bà Tư xíu nào, kiếm tiền ra trả cũng được. Còn một ít nữa thôi là hết rồi. Dạ, đi dài dài lên đó, tại giờ con đi giờ này cũng hơi trưa á, xế trưa nè. Giờ này nước mía mới xây xong mà. Dạ. Dạ hả, chị Hú, nước đá mía. Giờ này đi một đổi nãy giờ cũng xa đó cô chú, cho nên là cái xô nước đá nó ra nước hết rồi. Dạ, bà Tư đi nước đá mía của bà Tư á. Tiền đây. Dạ. Dạ, bán dài dài nãy giờ chị Thu. Dạ, bán chị Ly đi coi. Dạ, chị bán gì mà uống không khỏe coi. Uống là phải khỏe rồi đó, nước mía này uống tiêu. Còn bây giờ ly nữa. Bán giờ là khỏe hè. Nhiêu mà cầm? Dạ, 5.000 ly. Để lấy nước đá. Nước đá luôn hả chị? Ngay chị ướt đá rồi, để chưa lấy đá chữ. Ngon quá em. Quay nhà sẵn luôn em lên. Dạ quay nhà sẵn luôn, đi dài dài lên. Ngăn hỏi thêm 10.000 nữa nha ơi. Bên đó ở dưới cái xe quay ha. Dạ con đi quay nhờ. Con đi ép nhờ. Nước đá mía không cô ơi, mua ly về nhà quạt đá uống cho nó mát đi cô. Mát người gửi luôn cô ơi. Mãi vô, mãi vô. Vô đây nghe nè. Dạ uống vô là nước đá mía thì uống là nó nóng nha, nhưng mà uống vô tay miệng thì nó mát. Hai ly nước đá luôn hay gì chưa? Dạ rồi, em cảm ơn nhiều. Dạ nó là mát ngoài nóng trong.
cái cổ mà nó có mía này em lúc nghe mà ăn gì không tiêu cho là mai ở đó ma tiêu uống cho lợn này cái gì chút xíu. Dạ rồi, còn ly nữa. Uống cho nó mát. Uống cho nó mát. Uống nó mía nè, hai đứa. Dạ. Uống mía uống anh ơi. Nó mía nè. Uống cho mát rồi. Thêm, ở đây. Đây, con cảm ơn. Cầm chắc nha. Anh uống không? Hai ly ha. Năm nghìn một ly, hai ly mười nghìn. Hai ngày. Đó là hai dài. Nè, em quên cho bán trước đi. Bán gì lên? À, ly nữa. Ơi. Bán gì sớm? Bán. Còn đâu cái nhà lấy cho. Dặn lấy từ phát bỏ quên đỡ đưa. Mình lấy cái ông hút. Ở bên đây quên rồi mất cái già rồi này, đi rồi. Ly nữa hay vậy à. Thêm ly với chị ờ thêm ly nữa ha rồi có luôn nữa gọi quá đưa cho luôn nha mua cho bà uống dạ không sao mua cho cô đó rồi cảm ơn nhiều rồi. Còn khoảng 3-4 ly nữa là hết rồi à, ngày hôm nay thì hai chị em tụi con có một cái gánh khoai mì sợi nè, khoai mì cũ rồi kèm thêm nữa là con nước đá mía nữa để mà bán cho các bà con quanh xóm. Thì nãy giờ đi lai gai bán cũng muốn hết rồi, nước đá mía thì còn 2-3 ly nữa thôi là hết rồi nha cô chú ơi. À, nhanh cái tay lại cái chân để lại mà mua ủng hộ cho hai chị em tụi con. Giờ thì hai chị em sẽ gánh dài dài lên trên đó và bán tiếp. Con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn nha.